Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập 4 trang 126. Tính câu A. Nguyên hàm của 2 trừ cho x sin x dx. Thì dạng bài mà có lượng giác nè nhân với lại đa thức ha. Lượng giác nhân với đa thức thì mình sẽ nghĩ ngay đến là dùng phương pháp nguyên hàm từng phần, được chưa? Và khi đặt là chúng ta sẽ đặt U là hàm đa thức nha. Đặt U bằng 2 trừ x. Những gì còn lại chính là dv. Có nghĩa là còn lại là sin x dx. Rồi đặt U bằng 2 trừ x thì chúng ta suy ra du sẽ bằng d của mở ngoặc 2 trừ x. Được chưa? Và bằng trừ dx. Còn dv bằng sin x dx thì v ha, lấy nguyên hàm hai vế ha, trên đây là lấy vi phân hai vế. Đây là lấy nguyên hàm hai vế. Thì sin x đạo hàm bằng cos x. Nhưng mà nguyên hàm của sin x thì sẽ bằng trừ của cos x. Được chưa? Chú ý nha. Rồi, để khỏi viết lại bạn này ha, mình sẽ gọi bạn này là bạn A chẳng hạn. Thì xuống đây mình sẽ có là A sẽ bằng UV ha. U là 2 trừ cho x nè. V là trừ cho cos x trừ nguyên hàm của VDU. V là trừ cos x. DU là trừ dx. Bằng dấu trừ này ha, thầy đưa lên trước nha. Và thầy đưa vào đây. Hai dấu trừ này thầy đưa vào đây. Thì cái này nó sẽ biến thành là x trừ 2. Được chưa? Dấu trừ này đưa vào đây. Và chỗ đây là mình được là cos x. Rồi, ở đây trừ với trừ thành cộng ha, trừ với trừ thành cộng. Có nghĩa là chỗ này là cos x dx. Được không các bạn? Rồi, tiếp tục. Thì chỗ này thầy viết lại ha, thầy chậm cho các bạn nắm. Mình có là cos x nguyên hàm bằng sin x, được chưa? Cos x nguyên hàm bằng sin x. Và các bạn nhớ ha, cộng C nữa. Được chưa? Mình sẽ được là x trừ 2 cos x trừ sin x cộng C. Rồi, mình xong câu A. Bây giờ mình qua câu B. Nguyên hàm của x cộng 1 bình căn x dx. Sẽ bằng ở đây mình thấy là một thương, được chưa? Một thương. Nhưng mà mình không có công thức tính nguyên hàm của một thương nên mình sẽ có thể phân tích được cái này thành một tổng nha. Phân tích như sau, cái này là hàng đẳng thức đúng không? Trên tử là hàng đẳng thức. Có nghĩa là x bình cộng cho 2x cộng cho 1. Chia mẫu là căn bậc 2 của x, có nghĩa là x mũ 1 phần 2 ha, x mũ 1 phần 2. Rồi, dx. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tách nó ra. Là bằng cái này chia này, cộng cho cái này chia này, cộng này chia này, được không? Nghĩa là x mũ 2 chia x mũ 1 phần 2 cộng cho 2x chia cho x mũ 1 phần 2 cộng cho 1 chia cho x mũ 1 phần 2. Đó, bằng
x mũ 2 chia cho x mũ 1 phần 2 là bằng x mũ 2 trừ cho 1 phần 2. Được chưa? 2 là 4 phần 2 trừ 1 phần 2 là mình được là 3 phần 2. Đây số 2 giữ nguyên, x là x mũ 1 trừ 1 phần 2 là mình được x mũ 1 phần 2. Đây là x mũ 1 phần 2 với mẫu mình đưa lên tử là x mũ trừ 1 phần 2 ha. Khi mình đưa lên tử thì mình đổi dấu nó. Tiếp. Rồi bạn. Bây giờ mình có thể tính nguyên hàm được rồi ha. X mũ 3 phần 2. Nguyên hàm là bằng x mũ 3 phần 2 cộng 1 đúng không? X mũ 3 phần 2 cộng 1 là x mũ 5 phần 2. Rồi 1 chia cho 5 phần 2. Ha, chỗ đây là 1 chia cho 5 phần 2. Hay nói khác là bằng 2 phần 5. 1 chia cho 5 phần 2 là bằng 2 phần 5. Cộng. Ở đây x mũ 1 phần 2. Nguyên hàm là bằng x mũ 1 phần 2 cộng 1 là x mũ 3 phần 2. Chia cho 3 phần 2. Chia cho 3 phần 2 hay nói khác là nhân cho 2 phần 3 đúng không? Nhân cho 2 phần 3. Nhân cho 2 phần 3. Dưới số 2 này nữa thì mình được là 4 phần 3. Rồi chỗ này x mũ trừ 1 phần 2 khi lấy nguyên hàm thì mình được x mũ trừ 1 phần 2 cộng cho 1. Cộng cho 1. 1 phần 2 cộng 1. Trừ 1 phần 2 cộng 1 là chúng ta được 1 phần 2. Được chưa? Và chia cho 1 phần 2. Chia cho 1 phần 2 có nghĩa là nhân cho 2. Và nhớ ha, cộng C. Rồi, mình xong câu B. Bây giờ mình qua câu C. Nguyên hàm của E mũ 3X cộng cho 1 chia cho E mũ X cộng cho 1 DX. Thì mình chú ý là E mũ 3X sẽ bằng E mũ X tất cả mũ 3. Được chưa? E mũ x tất cả mũ 3 cộng cho 1 chính là 1 mũ 3. Như vậy thì mình sẽ có hàm đẳng thức là A mũ 3 cộng cho B mũ 3. Được không? Đó, từ đó mình sẽ triệt tiêu được chữ mẫu ha. Như vậy tính tử nè, mình sẽ được là A mũ 3 cộng B mũ 3 thì mình sẽ được A cộng B. A ở đây là E mũ x cộng B. Rồi tiếp tục A bình có nghĩa là E mũ x tất cả mũ 2 hay nói khác là E mũ 2x. Được chưa? A bình trừ cho AB. A đây chính là E mũ x ha. B là 1. Chúng ta không cần ghi. Cộng cho B bình là 1. Rồi ở đây là mình viết lại E mũ x cộng 1 DX. Đó. Thì lúc này là hai bạn này mình có thể triệt tiêu cho nhau đúng không? Là mình sẽ còn nguyên hàm của E mũ 2X trừ cho E mũ X cộng cho 1 DX bằng E mũ 2X. Mình có E mũ X nguyên hàm là E mũ X. Còn E mũ AX nguyên hàm thì mình được 1 trên A nhân cho E AX. Như vậy thì E mũ 2X thì chúng ta sẽ được là nguyên hàm chúng ta sẽ được E mũ 2X. Nhớ 1 chia A nữa nha. Có nghĩa là 1 phần 2. E mũ X nguyên hàm là E mũ X. Nguyên hàm của 1 là X. Nhớ cộng C nữa. Rồi mình xong câu C. Bây giờ chúng ta qua câu D. Câu D là nguyên hàm của 1 sin x cộng cho cos x bình phương dx. Nó sẽ bằng. Rồi các bạn chú ý thì nhắc lại cái công thức ở lớp 11 một tí. Mình có là sin x
cộng cho cos x thì bằng căn bậc 2 của cos x trừ pi trên 4 ha. Nha. Sin x cộng cos x bằng căn bậc 2 của cos x trừ pi trên 4. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ viết nó thành nguyên hàm của 1. Đây là căn bậc 2 của cos x trừ pi trên 4 bình phương đúng không? À, bình phương đây nè. Được chưa? Dx. Và sẽ bằng căn 2 bình phương thì chúng ta được 2 ha. 1 phần 2. Chúng ta lấy ra ngoài. Rồi đây là cos bình phương của x trừ cho pi trên 4. Thì x. Rồi, tới đây là mình có công thức ha. Thì nguyên hàm của 1 trên cos bình phương thì sẽ bằng tan, được chưa? Nguyên hàm của 1 trên cos bình phương x sẽ bằng tan x. Cho nên đây nguyên hàm của 1 trên cos bình phương của x trừ pi trên 4 thì cũng sẽ bằng là ở đây 1 phần 2 nè. Tan của x trừ pi trên 4. Nha. Và các bạn phải nhớ cộng c nữa. Rồi, chúng ta xong câu D. Câu E. Nguyên hàm của 1 chia cho căn của 1 cộng cho x cộng cho căn x dx. Thì cái dưới mẫu này nè các bạn, mình có thể trục căn thức ở mẫu nha, trục căn thức ở mẫu thì mình sẽ thấy là nó sẽ mất cái mẫu đi, nó triệt tiêu cái mẫu đi. Trục căn thức ở mẫu bằng cách nào? Mình sẽ nhân tử và mẫu với cái lượng liên hợp của cái mẫu nha. Thầy trình bày kỹ ra cho các bạn xem nè. Lượng liên hợp là gì? Ví dụ ở đây là a cộng b thì mình phải nhân với cái lượng là a trừ b nha. Thì ở đây là 1 cộng x cộng cho căn x. Thì mình sẽ nhân thêm một cái lượng, đó là căn của 1 cộng x trừ cho căn x. Được chưa? Ở dưới mẫu mình nhân thêm cái lượng này. Thì đơn tử mình cũng nhân thêm cái lượng đó. 1 cộng cho x trừ cho căn x. Mình nhân thêm cái lượng đó để chi? Để dưới mẫu này nó có dạng là a cộng b nhân a trừ b. Đó, a cộng b nhân a trừ b. Được chưa? Có nghĩa là a cộng b nhân a trừ b có nghĩa là a bình trừ b bình, đúng không các bạn? A bình nè trừ cho b bình ha. A bình trừ b bình, trên tử giữ nguyên. Rồi lúc này là ở dưới mẫu nó sẽ triệt tiêu các bạn. Ở đây chính là 1 cộng cho x 1 phần 2 trừ cho x mũ 1 phần 2. Dưới mẫu là 1 cộng x trừ cho căn x bình thì bằng bằng x. Đó. Lúc này là hai bạn này hết. Dưới mẫu còn số 1 đúng không? Có nghĩa là mất mẫu rồi đó. Được không? Như vậy thì mình chỉ còn là 1 cộng cho x mũ 1 phần 2 trừ cho x mũ 1 phần 2 dx. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy nguyên hàm của bạn này. Thì x mũ 1 phần x mũ alpha nguyên hàm như thế nào? Thì một số a cộng x mũ alpha chúng ta cũng lấy nguyên hàm y như vậy ha. Có nghĩa là 1 cộng x 1 cộng cho x. Lấy nguyên hàm thì mình sẽ lấy 1 phần 2 mình cộng cho 1 nữa đúng không? 1 phần 2 cộng 1 là được 3 phần 2. Và mình chia cho 3 phần 2 đúng không? Chia cho 3 phần 2 có nghĩa là nhân cho 2 phần 3. Trừ x. Lấy nguyên hàm của x mũ 1 phần 2 thì chúng ta được là x mũ 1 phần 2 cộng cho 1 là 3 phần 2. Rồi chia cho 3 phần 2 có nghĩa là nhân cho 2 phần 3.
và cộng C. Được chưa? Và đây là đáp án của câu E. Giờ mình qua câu G. Nguyên hàm của 1 cộng cho x, 2 trừ cho x, dx. Thì những cái bài mà ở dưới mẫu nó có dạng là nhân tử thì mình nghĩ ngay đến là phương pháp đồng nhất thức, được chưa? Nhưng mà nếu mà trên tử nó không có x, nó chỉ có số 1 thôi, thì chúng ta có thể nhẩm nhanh được ha. Nhẩm nhanh luôn. Bằng cách nào? Đây. 1 cộng x, 2 trừ x bằng. Nhẩm nhanh này các bạn. Các bạn cứ viết cái số này lên tử cho thầy ha. 1 cộng cho x. Viết số này lên tử luôn. 2 trừ cho x. Chia cho 1 cộng x. 2 trừ cho x. Rồi các bạn thấy này, ở đây x, ở đây trừ x ha, x là trừ x. Nếu mà chúng ta cộng vào nhau thì bạn này với bạn này triệt tiêu đúng không? Còn 1 cộng cho 2 là 3. Được chưa? 1 cộng 2 là 3. Nhưng mà ở đây chỉ số 1 thôi. Cho nên là muốn trên tử, muốn cái bạn này bằng bạn này thì mình phải chia cho 3 đi ha, hay nói khác là nhân cho 1/3. Được không? Đó, cho nên là lúc này hai bạn này sẽ bằng nhau ha. Hai cái biểu thức này sẽ bằng nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ tách cái bạn này ra. 1/3 mình không có đụng chạm vô nó ha. Rồi ở đây là x 1 cộng cho x tách ra, chia cho 1 cộng cho x, nhân cho 2 trừ cho x, cộng cho 2 trừ cho x, chia cho 1 cộng x, 2 trừ cho x. Đó thì lúc này là bạn này rút gọn ha, bạn này rút gọn. Mình còn là 1 chia cho 2 trừ x, cộng cho 1 chia cho 1 cộng x. Được không? Đó, mình nhẩm như vậy. Như vậy thì cái này nó sẽ bằng là 1/3 ha, 1/3. Đây, số 1/3 đây. Rồi tiếp theo là mình đã tách được hai bạn này thành là 1 chia cho 2 trừ x ha, 2 trừ x cộng cho, ở đây là 1 chia cho 1 cộng cho x dx bằng 1/3. Rồi, cái nguyên hàm của 1 trên x là bằng logarithm của x ha. Tương tự như vậy thì nguyên hàm của 1 chia cho 2 trừ x thì chúng ta cũng được là logarithm tuyệt đối của 2 trừ x. Nhưng mà các bạn cẩn thận, chỗ này trừ x thì chỗ này phải là dấu trừ, được chưa? Cộng cho, ở đây cũng vậy, mình sẽ được là logarithm của 1 cộng x. Đó, lúc này mình có logarithm của A trừ cho logarithm của B thì sẽ bằng, hay cộng C. Logarithm của A trừ cho logarithm của B thì mình sẽ bằng là logarithm của A chia C ha. A là 1 cộng x chia cho bạn này, 2 trừ cho x cộng C. Được không? Logarithm của A mà trừ cho logarithm của B thì sẽ bằng logarithm của A chia cho B. Rồi, chúng ta xong câu G và chúng ta cũng xong luôn bài tập 4 trang 126. Chào các em, hẹn gặp lại các em ở video sau.